Hôm nay chúng ta sẽ dùng màu neon gel kết hợp với lại rainbow hologram. Đây là những cái màu mà mình sẽ dùng. Trước khi sơn màu, chúng ta phải làm vệ sinh móng trước, giống như là chuẩn bị sẵn sàng để mà sơn gel lên. Vì đầu tiên chúng ta phải bóp vào móng. Sau đó chúng ta sẽ dùng Rip Bay của Aura để sơn lên phần móng. Phải khóa đầu móng. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu sơn gel để sơn lên trên top. Có thể sơn từ 1 đến 2 lớp sơn gel tùy theo màu sơn. Khóa kỹ đầu móng. Và sẽ cho hơi đèn trong 30 giây. Sẽ được hơi đèn trong 30 giây. Sơn màu treo lần thứ hai. Khóa kỹ đầu móng. Sau khi sơn xong, cho vào hơi đèn trong 30 giây. Sau khi đèn đã hơ xong, ta dùng khăn giấy và gel cleanser hoặc là alcohol để chùi đi cái lớp dính trên lớp sơn gel màu. Sau đó ta dùng bay gel của Aura sơn lên trên móng. Khóa kỹ đầu móng. Sau khi sơn bay xong, cho hơi đèn trong 10 giây. Trong thời gian này, sẽ chuẩn bị cọ bằng cách dùng alcohol và tiết xù để lau đầu cọ cho sạch. Sau đó mình sẽ dùng màu H6 để bỏ lên trên lớp gel. Chỉ lấy một ít Aura H6 sẽ được bỏ lên chừa trên đầu móng. Và từ từ kéo xuống móng. Dùng sức một chút xíu để màu Aura có thể được bóng hơn. Tiếp tục như vậy với những màu còn lại. Sau khi bỏ màu H6 lên trên màu treo, chúng ta sẽ dùng một cây cọ mịn để phủi đi lớp bột phía trên. Sau đó chúng ta sẽ dùng tiết xù và gel cleanser hoặc alcohol. Để chùi đi lớp Aura bị dính trên đầu móng. Xin lưu ý, phải chùi sạch lớp Aura trên đầu móng thì khi ta sơn top coat vào, màu sẽ được last long hơn. Sau khi chùi sạch đầu móng, chúng ta sẽ dùng Rip Bay để sơn lên trên móng một lần nữa. Khóa kỹ đầu móng. Và hơi đèn trong 30 giây.
Sau đó lớp cuối cùng chúng ta sẽ dùng top của Aura. Khóa kỹ đầu móng. Sẽ hơi đèn trong vòng 1 phút. Đây là sau khi hơi đèn xong. Đây là sự kết hợp của Rainbow Hologram với lại màu Neon Gel.